Cái này mình không có quay được cô chú, mong quý cô chú anh chị thông cảm ha. Chú anh chị thấy em chỉ quay mé mé thôi. Này không có quay được nha. Không có quay được cận cảnh đâu. Tìm được xác rồi cô chú anh chị ơi, người ta mới điện báo tìm được xác rồi, tìm được thi thể của bé trai 17 tuổi đó cô chú. Giờ mấy anh em đang chạy lại đó coi nè. Bây giờ thì người nhà cũng điện cho bên công an á, bên chính quyền địa phương xuống. Nghe nói bên cái bè vậy đó. Giờ cũng tìm được thì cũng mừng cho gia đình đó cô chú anh chị. Ai biết đó hả? Có phải đây không? Dạ không? Ngày nay tấp trâu vô đâu hết vậy? Phải không? Đây là người ta mới báo cho anh này nè. Tìm thấy xong bây giờ cái ghe là bị hư hộp số luôn rồi. Cái ghe hư hả? Tìm gặp cái ghe đó hư luôn. Ờ, cái ghe hư luôn rồi. Giờ gia đình đang bị công an xuống. Anh nói khúc dưới này nè. Khúc dưới này là khúc hồi nãy cúng á. Không lẽ đó có cái ghe không? Không phải đâu, cái đó ta đang làm. Không phải đâu. Đâu có cho vô được. Giờ cái ghe ngoài hình như trút ngoài kia kìa. Đó đó. Trút ngoài kia đó. Ủa nó mặc đồ gì vậy? Ờ đồ đen phải không? Ủa rồi anh qua làng điện chưa? Cái làng điện nhưng mà mấy có chiếc xe ghe thì đâu thấy ghe đó đâu. Ghe chỗ cái bè của anh. Hình như có chiếc ghe đang chạy ra ngoài kìa. À, đây là gần cái bè nãy đưa qua cái gì? Ghe đang đậu đâu ta? Ghe đang đậu, xe bị hư số. Anh thấy ngoài em không? Nè, anh đang đứng trên cầu á. Em đang đứng trên ghe cờ trắng hả? Ghe cờ trắng. Ghe cờ trắng. Rồi nó nằm người múc ở dưới hả? À, là ngay cái ghe ấy là đi 500m đúng không? Ồ, mới vừa đi tìm cái tìm được rồi cô chú anh chị thì nhà lăng cúng á. Xa lắm. Có cái cầu trắng phải không ta? Đó đó, ngay cái nhà bè, không cái ngay nhà màu xanh xanh đó. Đó cái cầu trắng nó mất đó. Ngoài kia đó đó có người đang xuống bè kìa. Ngay chính giữa. Đó nhà xanh xanh đó. Nhà xanh xanh hả? Ngay chỗ. Ờ đây nè, ngay chính giữa nè, có bên mấy bên xanh 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 lá cây á. Đó cái cầu trắng lá thổi kìa. Đây nè, để mạnh thu vô cho cô chú anh chị xem. Đâu mà? Đây nè. Đây nè, thấy không? Đó, thấy không?
Đây đây mảnh thu của chú anh chị nè, nhìn nè. Cái nhà này đúng không? Cái nhà này có cây trắng đúng không? Đúng rồi, nhà có cái cây cờ trắng cả nhà. Đó, lá cờ trắng kìa. Hồi nãy thì mình cũng mới đi ra đó luôn. Thì nói chung là cũng phải đúng giờ đúng ngày có lẽ em mới lên được. Đó, cả nhà, nghe cái cờ đó nha. Tại vì đây thì ra đó khá là rất là xa luôn cô chú anh chị. Zoom lại thì nó cũng hơi mờ mờ cả nha. Thì hiện tại xe cái ghe đang chết số cho nên là chưa có đưa cái thi thể của em vô được. Xíu nữa thì anh em sẽ cập nhật cho quý bà cô chú được xem. Tại vì cũng là một cái tin buồn, nhưng mà khi mà tìm được thi thể của em á, cũng mừng thì cho gia đình. Mừng cho gia đình, tại vì dự định là tối hôm nay thì phải ở trực ở đây là 24/24 ở trên sông này nè để nó tìm kiếm. Ngay chính giữa luôn á anh, ngay chính giữa đó. Đây nè, anh thấy không? Thấy cái này không? Để mình thu lại tranh xem. Đây nè. Đây nè, thấy không? Đây nhà này nè. Đó. Lá cờ trắng đó. Trời đó đó. Tại giờ hai bữa rồi. Vì thứ nhất ở đây nó quá sâu đi. Sông nó lớn á. Bây giờ bên người nhà cũng đang gọi cho công an lại á. Thì tôi cũng người nhà. Ủa anh cũng cậu, anh là cậu hả? Dạ. Anh là cậu của bé trai của chú anh chị. Hai con cậu nữa, thằng này là kêu cái kia. Dạ. Hồi sáng giờ anh có ở đây không? Không, anh mới đi chạy. Dạ, sáng giờ em ở dưới hàng chi cũng không thấy anh á, anh là cậu của bé trai 17 tuổi á. Hình như là cậu ở khu vực chỗ Định Quán hay luôn đúng không? Không, ở dưới Tân Phú. Tân Phú. Giờ mới nghe thay tin chạy lên. Dưới đây là cây cột ngoài đó cũng xa đó. Alo, mấy trăm mét à? Thấy rồi. Có một bé trên này là tao mới nói chuyện nó xong. Đó, ui, chú thấy không? Đó, có người đang lên đó. Cũng mừng cho gia đình nó được tìm được thi thể của em nó cô chú chị. Quý cô chú anh chị thấy cái sông này nó rất là lớn luôn. Thì sau 2 ngày rồi gia đình mới tìm được bé quý cô chú anh chị. Hiện giờ là Mạnh đang có mặt tại đây. Mạnh sẽ quay cô chú anh chị xem. Thì bây giờ người nhà cũng điện cho bên cơ quan công an rồi. Anh áo xanh này là cậu của em trai á. Hình như ghe đang vô cái gì á. Hình như ghe đang vô á. Có chiếc ghe. Ghe hình như đang vô của chú anh chị. Dân thì giờ bắt đầu tập trung bắt đầu. Giờ người dân đang bu lại đây coi á cô chú. Chú gần đây hả chú?
Dạ, chú nghe chú lại xem ạ. Dạ. Giờ tìm được rồi chú. Dạ. Người dân cũng đang ghé lại xem coi có gì không đó cho cô chú anh chị. Hình như đang kè vô nè, hình như chiếc ghe này nè. Hình như chiếc ghe này đang kè vô nè cô chú anh chị. Đó, hình như chiếc này nè, chiếc này đang kè vô nè. Đúng rồi, chiếc này chắc là chiếc này đang kè vô nè cô chú. Chiếc này nè, chiếc này nè, chiếc này đang kè lại cái gì nè. Đang kè vô nè. Chiếc kia này đang kè vô mà. Chiếc đó gì á? Đang kè cái thi thể. Đây. Em vô đúng không? Đưa cái chiếc ngồi sau kìa. Đó kè chiếc ngoài sau đưa thi thể á. Hiện tại thì có một chiếc kia thì đang kèm cái sổng chính mình đang đưa thi thể vô đó cả nhà. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi, vô tới nè. Đây nè cô chú anh chị, đó quý cô chú anh chị thấy chiếc ngoài sau đang kè vô nè. Ủa sao để dưới nước luôn ta? Tại vì là họ nói rồi, họ thấy thì họ thấy, họ chỉ không có đưa lên ghe của họ. Rồi đang kè của chú. Tội quá trời ơi, tội cô chú ơi. Trời tội quá cô chú. Quá tội. Cái này mình không có quay được quý chú, mong quý chú anh chị thông cảm ha. Chú anh chị thấy em chỉ quay méo mé thôi. Lên đây luôn nè. Này không có quay được nha. Không có quay được cận cảnh đâu. Mong quý chú anh chị cầu nguyện cũng như là ơi tội quá cô chú ơi.
chú anh chị, cầu nguyện cho em được siêu thoát của cô chú. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.